phải là làm giám đốc, do vậy là kinh tế không làm ra, mà cha là bác của các cháu. Đời sống của cha thì không phải là đi buôn bán hay là cái gì khác như bác đã nói. Rồi riêng bác thì lại có một cái vinh dự là phải nuôi bác sĩ hàng ngày, rồi có thể trả lương cho bệnh viện nữa. Cho nên là bác cũng tuyên bố cái quà của bác đây là đi sau hết mọi người trong tổng, mà dù là trường tổng thì cũng có một chút để tặng cho các cháu hôm nay. Các cháu hãy nghe lời Chúa rồi sống vui vẻ hạnh phúc, thực hiện cái bài chú nhẫn. Có kiên nhẫn để yêu thương, có kiên nhẫn để lượng đường lo toan, có kiên nhẫn để an toàn, có kiên nhẫn để khỏi tàn khác nhau. Lãi nhận bí thư nhận bởi những quản lãi nhận bởi nhiều bí thư nhận đặc biệt là bí thư đồn phối để cách đây thương tuần. Xin cho chú nhẫn đi vào đời chúng con. Đó là trả tạm của riêng này. Kế thì là cháu của bác lâu rồi thì giờ riêng là quên cháu mới để nhận cái tạm phẩm này. Rồi xin hãy đồng chào thầy để chúc mừng cho cha thầy sứ thầy này. Xin chào hãy đồng chào thầy, tôi xin chào thầy cha thầy sứ. Bây giờ chúng ta vui vẻ trước đây vui xưa cũng là